đầu tiên trong môn pickleball là kỹ thuật forehand. Xin được thị phạm động tác. Đầu tiên là chúng ta đứng chân rộng hơn vai, và kỹ thuật tay thì tay cầm ở vị trí số 2. Đấy. Một là xoay chân phải vào khung, hai là bước chân trái chuyển trụ vung vợt, ba là đoa bóng kết thúc lên mang tay. 1 2 3. Đấy. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Một, hai, hai, ba. Rồi, 1 2. Rồi, ok. 1 2. Rồi, chọn động tác lên. 1 2 3. Rồi, tốt. 1 2 3. Rồi, 1 2. Tốt. 1 2 3. Ok. 1 2 3. Tốt. 1 2 3. Một là xoay chân trái tạo khung, hai là bước chân phải chuyển trụ, ba là đoa bóng kết thúc bên vai. Tôi làm lại. 1 2 3. 1 xoay chân trái tạo khung này, 2 bước chân phải chuyển trụ vung vợt này, 3 đoa bóng kết thúc bên vai. Còn lại là 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Kéo thẳng cái cửa tay. 1 2. Ok. 1 2 3. Rồi, mời bạn tiếp theo. 1 2 3. Tốt. 1 2 3. Rồi, đứng ngồi xuống tí. 1 2 3. Rồi. 1 2 3. Kéo thẳng cổ tay nhá. 1 2 3. Tốt. 1 2 3. Rồi. 1 2 3. Rồi. Rồi, mời. 1 2 3. 1 2 3. Tốt. 1 2 3. Rồi. Kỹ thuật này là mình phải đứng ở ngoài khu vực bếp. Đây là khu vực quy định là không được bước chân vào đây khi bóng sống. 1 vẫn xoay chân, bước chân và tâng bóng. Thế là kỹ thuật bên phải, bên trái, xoay chân, bước chân, tâng bóng. Tôi làm lại. 1 2 3. 1 2 3. Một xoay chân phải này, hai bước chân trái vung vợt ở trên thân này, nhấn cái cơ đùi lên. Đấy. Đấy là kỹ thuật bên phải, kỹ thuật bên trái. 1 2 3. Đấy, thẳng cửa tay ra. Nằm lại nào. 1 2 3. Đấy. Bên trái nào. 1 2 3. 1 2 3. Phải tay này, tâng. Rồi, ok. Bước chân kia lên nào. Bước chân kia.
Rồi. Tốt. 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 Rồi. Rồi. Dùng cái lực cơ, dùng cái lực đùi nào, dùng cái lực đùi đưa cái. Thế thôi. Trang, lùi xuống một tí. Không không dẫm bếp nhá. Ok. Bước thoải mái cái chân ra tí nào. Ok. Rồi, lên bếp nào. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi, nhẹ thôi. Chậm nhẹ, chậm nhẹ. Duỗi thẳng cái cửa tay ra lúc lên nào. Nào bên trái nào, duỗi thẳng cửa tay ra. Rồi, lên đi, lên lên bếp nào. Rồi. Tốt. Đấy. Thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi. Thấp tầm thôi. Này. Tốt. Đúng rồi. Rồi. Tốt. Mặc dù môn thể thao pickleball mới chỉ xuất hiện tại thành phố Hưng Yên khoảng 2 tháng nay, nhưng bộ môn này đã thu hút được nhiều người tham gia tập luyện, góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn. Lần đầu tiên được tiếp xúc và chơi môn pickleball tại tỉnh Thái Bình, anh Hòa đã cảm thấy bản thân rất phù hợp và yêu thích môn thể thao này. Vì vậy, để phục vụ chính niềm đam mê của mình cũng như lan tỏa pickleball đến những người yêu thể thao tại thành phố Hưng Yên, anh đã đầu tư xây dựng sân tập. Tôi chơi môn thể thao bóng bàn, cầu lông.
rồi là bóng chuyển hơi. Nhưng mà đến bây giờ thì cái tuổi cũng cao cao một chút, nên là tôi chuyển sang thấy cái môn này tiếp xúc lần đầu được tham gia ở bên tỉnh Thái Bình. Thấy cái phong trào ở bên Thái Bình rồi trên Hà Nội nó phát triển rất là mạnh. Thế tôi có ý tưởng về mở cái sân chơi này. Sau giờ làm hành chính thì đến với sân cũng rất đông, cũng hai nhóm chơi cũng mấy chục người một lượt ấy. Từ khi Pickleball có mặt tại thành phố Hưng Yên thì chiều tối nào cũng vậy, sau khi kết thúc công việc, hai vợ chồng chị Ngọc, anh Phong đều dành thời gian khoảng một tiếng đồng hồ để cùng nhau tham gia tập luyện môn thể thao này. Mình bắt đầu luyện tập Pickleball được gần 2 tháng. Thật ra thì cũng là từ nhu cầu của bản thân thôi. Thứ nhất là mình muốn nâng cao sức khỏe. Thứ hai là mình cũng muốn giảm cân để cho mình có một cái vóc dáng đẹp hơn. Mình thấy Pickleball thì là một môn khá là nhẹ nhàng, phù hợp với cả phụ nữ. Tiêu tốn khá nhiều calo. Từ khi mình tập đến nay thì mình đã giảm được từ 54 cân xuống 52 cân, tức là giảm 2 kg, và mình cảm thấy là cơ thể khá là khỏe. Bớt những cái về tiền đình, như là mình cúi xuống mình nhặt bóng, thời gian đầu mình chóng mặt, nhưng mà thời gian đây là mình thấy không còn chóng mặt nữa. Nhà mình thì cả hai vợ chồng cũng chơi và bé con nhà mình cũng chơi. Vì là sự kết hợp giữa các môn quen thuộc như cầu lông, bóng bàn và quần vợt lại khá dễ chơi, nên Pickleball thu hút ngày càng đông người tham gia chơi bộ môn này, kể cả trẻ em và người cao tuổi. Chính vì vậy, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng từ khi xuất hiện, thành phố Hưng Yên đã có nhiều câu lạc bộ và nhóm tập luyện Pickleball tại các sân khác nhau như câu lạc bộ Nam Phát, câu lạc bộ Phố Hiến, câu lạc bộ Petrolimex Hưng Yên. Ưu điểm của Pickleball không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật và sự khéo léo, thể lực cũng không quá nhiều, chi phí đầu tư vừa phải nên phù hợp với nhiều đối tượng. Khi hết giờ làm việc, anh em chúng tôi coi như là có những cái buổi giao lưu rất là hồ hởi là nó mang lại những cái sức khỏe. Và cái môn này thực ra là nó cũng không phải là những cái môn mà nó đòi hỏi những cái thể lực nó lớn quá, nó rất là hợp lý. Cho nên là lập vừa mới nhưng mà ai tham gia cũng thấy là rất thích và ham. Thú vị, dễ chơi, cùng năng lượng tích cực, Pickleball đã và đang mang một làn gió mới đến với phong trào thể thao tỉnh nhà.